Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã vào channel mình là Carrot đây. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng đèn hang trong ngành điện lạnh của chúng ta. Ở đây chúng ta có bộ hang Oxygen Mini và một cái đèn kho các bạn. Đó là hai thứ mà chúng ta hay dùng đỡ mà hàng ống đông. Ưu điểm của bộ đèn hang Oxygen này á thì nó cho chúng ta nhiệt độ hang rất là cao, cho nên các bạn rất là dễ dàng thao tác đối với trường hợp là ống của chúng ta lớn và nó dày á các bạn. Nhược điểm của nó là cộng kền với lại là giá thành đỡ chúng ta đầu tư một bộ như thế này cũng khá là cao. Trước khi hướng dẫn các bạn cách hàng thì chúng ta nên tìm hiểu sơ qua vài cái điểm lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái bộ đèn hang Oxygen Mini này nè, để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Đầu tiên đó là khi các bạn sử dụng thì các bạn lưu ý cho mình đó là cái van của bình oxy và bình ga chúng ta phải hướng lên trên nha các bạn. Như các bạn biết thì cái khi nén được nén ở trong này với áp suất rất là cao, cái chai oxy của chúng ta áp suất không phải trên 1000 psi các bạn, cho nên chúng ta buộc phải hướng cái van lên trên. Nếu mà chẳng may có cái sự cố gì thì cái van của chúng ta nó sẽ bắn thẳng lên trên trời nha các bạn, nó không có bắn vào người của chúng ta. Cho nên các bạn lưu ý cái điều đó. Còn cái bình ga của chúng ta cũng vậy các bạn. Nếu mà các bạn cho nó nằm xuống đất á, thì cái ga ra là ga lỏng nha các bạn. Các bạn sẽ rất là khó kiểm soát cái ngọn lửa của chúng ta. Với lại là các bạn nên cố định hai chai lại với nhau cho nó chắc chắn, để tránh cái trường hợp mà chúng ta kéo nó sẽ bị ngã nha các bạn. Thứ hai nữa là chúng ta nên trang bị van giảm áp. Ở đây chúng ta thường thường sẽ trang bị hai van, một van của bình oxy và một van của bình ga. Trong trường hợp này cái bình ga của mình nó nhỏ các bạn, cho nên áp suất nó không có lớn, do đó mình không có trang bị. Tác dụng của cái van giảm áp này là nó khống chế áp suất trong bình xuống cái ngưỡng mà chúng ta mong muốn sử dụng các bạn. Với lại nó cũng bảo vệ tất cả những cái thiết bị của chúng ta tránh bị hỏng do là quá áp. Ví dụ như là cái dây của chúng ta nó không có bị nổ do áp suất cao. Thứ ba nữa là chúng ta nên trang bị một cặp van chống cháy ngược, van một chiều đó các bạn. Khi mà ngọn lửa của chúng ta chẳng may nó bị hút ngược trở lại á, thì gặp cái van một chiều này nè, nó sẽ dập tắt cái ngọn lửa đi. Khi đó thì chúng ta được an toàn các bạn, nó không có gây ra cháy nổ. Các bạn lưu ý là khi chúng ta hàn á, thì chúng ta nên đỡ cái bình oxy và ga của chúng ta xe ra nha các bạn. Còn đối với cái bình ga mini á, khi các bạn hàn thì các bạn lưu ý cho mình là cái miệng bình ga các bạn phải hướng lên trên cho mình nha. Các bạn không được phép là chúc xuống. Tại vì khi các bạn chúc xuống thì ga của chúng ta nó sẽ là ga lỏng nó đưa ra ngoài các bạn. Thì khi đó cái ngọn lửa của chúng ta cháy không có ổn định và nó cháy rất là lớn, khi đó cũng nguy hiểm nữa các bạn. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt áp suất làm việc của khí ra để chúng ta sử dụng cho mọi hàng. Đầu tiên là các bạn xây cái van giảm áp cho mình theo cái chiều mũi tên này các bạn, người ta ghi ốp đó, các bạn mở hết ra cho mình. Tiếp theo là các bạn mở van bình oxy cho mình nhé. Các bạn mở hết ra. Tiếp theo là chúng ta sẽ điều chỉnh áp suất đầu ra khoảng 40 psi. Tương đương với lại 2,8 đó các bạn. Các bạn dặn theo chiều mũi tên người ta ghi on đó. Chiều kim đồng hồ nha. Cùng chiều kim đồng hồ. Các bạn mở nè. Các bạn nhìn thấy là khi mình dặn vào á, thì cái kim của chúng ta nó nhích lên nè. Đó. Nó tăng áp suất lên đó các bạn. Mình chỉnh ở vị trí là 40 psi nha. Như vậy là mình đã chỉnh xong áp suất của cái phần chai oxy. Tiếp tục là chúng ta sang cái bình ga. Đối với bình ga thì khi các bạn mở van của cái bình ga ra thì các bạn mở từ 1 đến 2 vòng thôi, các bạn không nên mở hết. Tại vì khi mà có sự cố gì á thì chúng ta đóng lại nó vẫn còn kịp á các bạn. Các bạn mở ra cho mình từ 1 đến 2 vòng. Nếu mà đối với những cái bình ga lớn á, áp suất nó
lớn thì các bạn có van giảm áp giống như là trên cái bình oxy của chúng ta. Khi đó thì các bạn chỉnh áp suất đầu ra của nó là rơi vào khoảng 10 PSI nha các bạn. Vì cái bình ga của mình nó nhỏ nên áp suất nó không có lớn, nên không có sử dụng cái đồng hồ giảm áp. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái ngọn lửa hang như thế nào cho nó đúng. Và việc chỉnh ngọn lửa hang thì có nhiều quan điểm khác nhau về cái việc là chúng ta nên cho ga ra trước hay là oxy ra trước. Mình nói thật với các bạn là mình cũng chả có học cái trường lớp nào dạy kỹ thuật hang cả. Mình chỉ tham khảo kiến thức ở các trang nước ngoài. Sau đó mình áp dụng mình đi làm. Bây giờ thì mình hướng dẫn lại cho các bạn. Mình sẽ để link bên dưới cho các bạn tham khảo thêm nhé. Tiên các bạn mở ga ra trước, các bạn mở ít thôi. Sau đó các bạn mồi lửa cho mình. Đó, các bạn thấy là ngọn lửa của chúng ta nó cháy nó ra khói đó các bạn. Tiếp theo là các bạn mở oxy ra các bạn. Các bạn mở từ từ thôi nhé. Khi mà các bạn chỉnh cái lượng oxy và lượng ga thích hợp á thì ngọn lửa của chúng ta nó cháy nó, các bạn nghe nó êm hơn á, thì gọi là cái ngọn lửa trung hòa. Khi mà các bạn chỉnh cái ngọn lửa nó thích hợp á, ngọn lửa trung hòa các bạn, thì cái vị trí ở cái vị trí ngay này nè, các bạn thấy cái tim ở bên trong không? Đó, ngay cái vị trí cái đầu này nè, nhiệt độ của nó là 1348 độ C nha các bạn. Khi mà các bạn muốn nhiệt độ nó cao hơn á thì các bạn cho thêm oxy cho mình. Các bạn cho thêm oxy vào. Thì khi đó ngọn lửa của chúng ta nó sẽ phát ra cái tiếng kêu nó lớn hơn. Đồng thời cái nhân ở bên trong các bạn, cái tim ở bên trong á nó sẽ rút ngắn lại nha các bạn. Đó. Đây, hiện tại là mình đang chỉnh ngọn lửa ở chế độ là dư oxy đó các bạn. Khi mà ngọn lửa dư oxy á thì nhiệt độ vị trí ở cái điểm này nè các bạn, hay vị trí cái tim nhỏ nhỏ bên trong á, cái đầu tim á, nhiệt độ của nó là 3482 độ C nha các bạn. Đấy. Đây mình cho các bạn xem nhé. Nè, ngọn lửa này là ngọn lửa dư ga nè các bạn, thiếu oxy này. Các bạn cho oxy vào. Thì ngọn lửa này là ngọn lửa trung hòa nè các bạn, nghĩa là tỷ lệ oxy và ga nó cân bằng nhau đó. Khi các bạn cho thêm oxy nữa thì ngọn lửa chúng ta nó kêu to hơn này. Đây. Khi đó nhiệt độ nó rất là cao nha các bạn. Nếu các bạn muốn tắt á, thì các bạn khóa ga trước cho mình. Sau đó các bạn khóa oxy lại. Còn sử dụng cái đèn khò này á, thì các bạn chỉ việc lắp cái đầu khò của chúng ta vào. Sau đó các bạn mở nhị cái van ga ra. Tiếp theo là chúng ta mồi lửa nha các bạn. Nếu các bạn muốn lửa lớn hơn á thì các bạn vặn cho ga ra nhiều hơn. Muốn lửa nhỏ thì các bạn đóng bớt ga lại các bạn. Khi mà chúng ta muốn hàng đồng với đồng á thì các bạn sẽ sử dụng vi hàng bạc các bạn, cái vi mà dập dập này nè. Còn khi mà chúng ta muốn hàng đồng với lại kim loại khác á, như là sắt chẳng hạn á, thép chẳng hạn á, thì chúng ta sẽ sử dụng vi hàng thau, kèm theo đó là hành thi công nghiệp nha các bạn. Tác dụng của cái hành thi công nghiệp này thì nó làm sạch cái mỏ hàng của chúng ta.
tạo là cái chất dẫn lưu để cái mối hàn của chúng ta nó kết dính tốt hơn. Các bạn lưu ý là khi chúng ta hàn á, mà ống của chúng ta lâu ngày nó bị oxy hóa, nó đen á các bạn, như cái mấy cái vị trí này á, thì các bạn phải dùng dây nhám chúng ta đánh sạch đi nha, trước khi chúng ta tiến hành hàn. Như vậy thì cái mối hàn của chúng ta nó mới đảm bảo. Khi các bạn dùng đèn hàn chúng ta gia nhiệt để chúng ta hàn cái mối hàn á, thì các bạn lưu ý cho mình là chúng ta gia nhiệt đến khi nào mà cái ống đồng của chúng ta nó xuất hiện cái màu đỏ tươi rồi các bạn. Khi đó thì các bạn mới đưa cái vi hàn vào. Các bạn chỉ cần quẹt nhẹ một đường thì cái vi hàn của chúng ta nó sẽ tự nóng chảy ra. Khi đó chính cái nhiệt độ của cái mối hàn của chúng ta nó làm chảy vi hàn nha các bạn, chứ không phải là chúng ta đưa vào và dùng cái ngọn lửa chúng ta làm nóng chảy cái vi hàn. Như vậy thì mối hàn của chúng ta nó sẽ đảm bảo hơn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình hàn đồng với đồng cho các bạn xem. Đây là cái mối hàn mà mình mới hàn xong rồi các bạn. Tiếp theo là mình sẽ dùng vi hàn thau, mình hàn mối hàn giữa sắt và đồng. Còn đây là mối hàn giữa đồng và sắt này các bạn. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng đèn hàn oxy ga loại mini các bạn. Mình hy vọng là video này sẽ giúp ích cho những bạn mới bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!